mã đề là loại cây mặc dù phổ biến ở Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới, nhưng không phải ai cũng biết nhiều về loại cây này cũng như những tác dụng của nó. Vậy cây mã đề mua tại Thảo Dược Thanh Bình có tác dụng đặc biệt đối với sức khỏe con người như thế nào? Trước hết, chúng tôi sơ lược qua đặc điểm của cây mã đề. Cây mã đề hay còn gọi là rau mã đề, bông mã đề, là một trong những loại rau thực phẩm vừa là thảo dược chữa bệnh có nguồn gốc tự nhiên. Cây mã đề sống lâu năm, thường thấy ở ven đường, đặc biệt là những nơi đất ẩm, cây sẽ tươi tốt và cho lá, bông càng lớn. Theo nghiên cứu của các chuyên gia, mã đề hỗ trợ làm lành những tổn thương của cơ thể thông qua cơ chế hút và đào thải chất độc ra bên ngoài, đóng góp không nhỏ cho hệ tiêu hóa, hô hấp và bài tiết. Mã đề được sử dụng làm thuốc từ lá, thân, rễ và hạt của nó, nhưng chủ yếu vẫn là lá và hạt. Trong đông y, hạt mã đề còn gọi là sa tiền tử, còn tàn cây bỏ rễ phơi khô gọi là sa tiền thảo. Công dụng của mã đề. Mã đề có tác dụng lợi tiểu, hỗ trợ điều trị các bệnh viêm cầu thận, viêm bàng quang cấp tính, viêm đường tiết niệu, cải thiện tình trạng bí tiểu, tiểu khó và đi tiểu ra máu, giúp cải thiện các chức năng của hệ tiêu hóa, bảo vệ chức năng hoạt động của gan, mật, thận, đồng thời hỗ trợ điều trị tiêu chảy, kích lị, cấp và mãn tính. Với tính mát, mã đề giúp điều trị ho, làm long đờm, giảm viêm phế quản và giảm chứng nóng gan mật hiệu quả. Giảm đau, chấm viêm và giúp giải độc các vết côn trùng cắn và phục hồi hệ thần kinh hiệu quả. Mã đề còn có các công dụng khác như chữa chảy máu cam, xúc xuất huyết, ghè lở ở trẻ nhỏ, các chứng về huyết áp cũng như các bệnh về tóc và da. Mã đề là móng canh giúp chữa bệnh tiểu ra máu, hay đau buốt, niệu đạo. Mã đề nấu cháo có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, tiêu đờm, sáng mắt, được nhiều người yêu thích. Một tiến sĩ người Nga, chuyên gia về tiêu hóa, đã rất may mắn và tình cờ phát hiện mã đề có công dụng cai thuốc thuốc lá hiệu quả. Họ đã áp dụng trên một lượng người hút thuốc lá và theo dõi, sau đó cho ra kết quả chỉ trong một tuần đầu, những người thử nghiệm đã hết cảm giác thèm thuốc, tinh thần minh mẫn hơn. Cách sử dụng thảo dược mã đề. Cai thuốc lá bằng mã đề, mỗi ngày dùng một nắm lá mã đề khô hay tươi đều được, hãm với một ít nước, chia nước sắc uống 4-5 lần trong ngày, hoặc uống khi thấy thèm thuốc, cũng có thể súc miệng trước khi hút thuốc. Chỉ sau 3 ngày, cảm giác thèm thuốc sẽ giảm, duy trì sau 1 tháng sẽ thấy hiệu quả rõ rệt. Bí tiểu giúp lợi tiểu. 20g mã đề có thể gồm cả lá và hạt, rửa sạch, sắc nước, chia nhiều lần uống trong ngày, nên uống đến khi tiểu tiện lại bình thường. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm nhiều cách sử dụng khác của cây mã đề trên website của chúng tôi, cũng như tham khảo nhiều loại thảo dược khác. Thảo Dược Thanh Bình tự hào là địa chỉ bán cây mã đề tại thành phố Hồ Chí Minh, uy tín chất lượng, là đơn vị chuyên cung cấp thảo dược sạch, luôn được khách hàng tin cậy, bởi khi mua được một sản phẩm đạt chuẩn chất lượng thì mới đạt được hiệu quả cho sức khỏe. Hãy liên hệ ngay tới hotline của công ty để được tư vấn miễn phí, nhận ưu đãi và mang lại cho người thân của bạn những sản phẩm tốt nhất. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hãy like và share ngay bên dưới màn hình nhé.